xương, lá lách và các hạch bạch huyết. Người bệnh lúc này cảm thấy đau đớn dữ dội trên toàn cơ thể, nổi lên các ban đỏ. Hai các bạn hôm nay lại giới thiệu các bạn về đường của nhà đường số 1, phường Bình Phước, quận thành phố Thủ Đức. Nó ngay chỗ đường số 1, ngay chỗ cầu Ông Dầu á. Mình ở hướng từ Bình Triệu đi về thì nó gặp cầu Ông Dầu, thì nó đường số 1 nằm ở tay trái. Giới thiệu bạn đây là cũng sân trước nhà này, sân trước nhà rất rộng nè, rộng thoáng, nhà cửa sổ tây đàng hoàng, quay trở nhà rồi thấy nhà mới làm rất là đẹp. Bên một bên đất trống, bên có cái nhà. Đó, đây là mình đi vô cái nhà. Đây là phòng trọ, phòng khách. Nhà mới làm được có thể. Anh đi ra nhà sau. Thiết bị mà biết được đỡ lại hết á. Toilet đi tập. Đây là mỗi tầng toilet. Đây phòng trước à. Mỗi phòng toilet. Mỗi phòng mỗi toilet. Đây là tầng hai. Phòng sáu trong chủ nhà để làm kho không cho con ở rất chặt chẽ.
đây là dương trời. Đây sau này làm phòng thờ chính đó. Bây giờ sân ngoài, sân ngồi trước nhà kế bên khu biệt thự của bạn Phúc. Có bên gia đình Thủ Đức chưa? Gia đình Thủ Đức à? Gia đình Thủ Đức ở bên kia Quảng Phúc. Cách quốc lộ 13 trăm mét. Em trước nhà. Em trước nhà 5 mét. Em trước nhà 5 mét. Sơ lại. Dạ dạ xe mới.